Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022, chủ doanh nghiệp có trên 5 nhân viên, bất kể lợi nhuận hay phi lợi nhuận, theo luật phải có chương trình hưu trí cho nhân viên như 401k, Simple hoặc SEP. Theo thống kê, có khoảng 240.000 doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi luật mới này. Phần lớn những chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ như nhà hàng, tiệm nails chưa sẵn sàng cho sự thay đổi trong thời gian ngắn. Nhưng đây là luật, nếu không tuân thủ, chủ doanh nghiệp sẽ bị phạt và mức phạt khá cao. $250 cho mỗi nhân viên, tiền phạt cộng thêm $500 sau 180 ngày, tức là bạn có khả năng bị phạt đến $750. Nếu chủ doanh nghiệp chưa tham gia bất kể chương trình hưu trí nào đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2022, chủ doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo từ tiểu bang và có 90 ngày để đăng ký tham gia chương trình hưu trí cho nhân viên của mình. Như vậy, để tránh bị phạt, chủ doanh nghiệp có hai sự lựa chọn. Một là chọn những chương trình truyền thống như 401k, IRA hoặc tham gia vào chương trình CalSaver của tiểu bang. CalSaver còn được gọi là Automatic IRA của tiểu bang, là một dạng IRA đơn giản có những điểm lợi như sau. Gần như mọi quá trình từ đăng ký hay đóng tiền đều tự động. Nhân viên có thể điều chỉnh khoản đóng góp theo tỷ lệ phần trăm mình mong muốn, không có trách nhiệm ủy thác dành cho chủ doanh nghiệp. Nhưng không có chương trình nào là hoàn hảo, CalSaver cũng có những bất lợi như sau. Giới hạn bởi thu nhập. Nếu thu nhập của nhân viên cao hơn mức trần IRS đưa ra, nhân viên đó sẽ không được tham gia. Giới hạn về khoản đóng góp. CalSaver có mức đóng góp từ nhân viên tối đa khá thấp, $6,000 mỗi năm cho người dưới 50 tuổi, $7,000 cho trên 50 tuổi. Người tham gia sẽ phải chịu trách nhiệm về chi phí trong tài khoản tiết kiệm. Vậy thì, với tư cách là chủ doanh nghiệp, bạn nên lựa chọn chương trình nào cho nhân viên? Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy so sánh CalSaver với những chương trình hưu trí tư nhân khác. So với CalSaver có mức đóng góp giới hạn tối đa 6.000 đồng một năm hoặc 7.000 trên 50 tuổi, những chương trình hưu trí tư nhân có mức đóng góp linh hoạt hơn tùy vào lựa chọn của mỗi người. CalSaver không cho phép Employer Match, tiền đóng vô quỹ CalSaver chưa được tính thuế, nghĩa là số tiền lời sẽ bị đánh thuế khi được rút ra sau này. Thêm nữa, nếu chủ doanh nghiệp quyết định lựa chọn CalSaver cho nhân viên, cả quá trình từ đăng ký đến sắp đặt đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, và chủ doanh nghiệp phải tự bản thân đứng ra liên lạc với cơ quan chính phủ, điện thoại cho nhân viên chính phủ thì ai cũng biết, không thể là nhanh. Chương trình hưu trí tư nhân cho phép người ta tham gia có sự lựa chọn linh hoạt cho những kênh đầu tư sẵn có, ví dụ cổ phiếu, trái phiếu, kể cả bất động sản. Và lợi thế nhất của những chương trình tư nhân là luôn có những chuyên gia tài chính, ví dụ như Wealthcentric, đồng hành và đưa ra những kế hoạch tối ưu cho những người muốn tham gia. Với khoản tiền phạt tương đối nặng và deadline đã qua, việc lựa chọn và tham gia chương trình hưu trí cho nhân viên là điều cấp thiết chủ doanh nghiệp nên cân nhắc tiến hành ngay. Có trường hợp CalSaver là một giải pháp tiết kiệm hiệu quả, nhưng những chương trình hưu trí tư nhân khác lại mang lợi thế nhất định nếu bạn muốn giữ lại nhân tài làm việc cho mình, bằng cách cung cấp cho họ nhiều lựa chọn cho khoản đóng góp và đầu tư. Nếu có thắc mắc, hãy gọi, email hoặc text cho Wealthcentric. Chúng tôi sẽ vui lòng tư vấn và giải đáp cho bạn mọi câu hỏi cho dự luật mới này.